trong khi những người nuôi chó có thể tranh cãi về kết luận dựa trên kinh nghiệm của chính họ. Nghiên cứu mới được báo cáo trên tạp chí Science đã chỉ ra rằng hầu như không có tính cách nào của một con chó là cứng rắn. Nghiên cứu cho rằng có một số lượng nhỏ các đặc điểm cổ xưa chịu trách nhiệm cho khoảng 9% các đặc điểm hành vi của một con chó. Mặt khác, khoảng 80% các đặc điểm thể chất có thể bắt nguồn từ di truyền. Nhưng phần lớn, giống chó không liên quan đến cách nó hoạt động. Erlen Ostrander, một chuyên gia về di truyền học chó, người không tham gia nghiên cứu nói với Science rằng đó là một bước tiến lớn trong cách chúng ta nghĩ về hành vi của loài chó. Không có giống chó nào sở hữu bất kỳ đặc điểm cụ thể nào. Trong nghiên cứu này, Kathleen Morrill, một nghiên cứu sinh tại Đại học Massachusetts, và các đồng nghiệp đã sử dụng dữ liệu từ Darwin Ark được thành lập bởi tác giả nghiên cứu cấp cao tiến sĩ Eleanor Carlson. Trong nỗ lực này, các nhà nghiên cứu đã thu được dữ liệu di truyền từ hàng nghìn con chó trên khắp nước Mỹ. Những người nuôi chó đã trả lời một bảng câu hỏi dài về những con chó của họ. Trong đó có những câu hỏi về mức độ thân thiện của chúng với người lạ hoặc tần suất chúng đuổi theo những con sóc và gửi một miếng gạc má để thu thập DNA. Các nhà nghiên cứu muốn biết liệu các đặc điểm có vấn đề như ép buộc hoặc hung hăng có cơ sở di truyền hay không. Nghiên cứu trước đây có xu hướng tập trung vào một số giống chó nhất định, thay vì tất cả các loài chó. Giải trình tự toàn bộ gen đã được thực hiện trên gần 2.000 con chó và bảng câu hỏi đã được hoàn thành cho 16.000 con chó con khác. Nhìn chung, dữ liệu thu được cho 128 giống chó, với một số con chó lai tạp và những con khác thuần chủng. Di truyền không có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hầu hết các tính trạng. Mặc dù một số có một thành phần di truyền, chẳng hạn khả năng hòa đồng với con người và lấy đồ vật của loài chó có một số khả năng di truyền. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc truy tìm đã rất quan trọng đối với loài chó kể từ thời tổ tiên của chúng. Họ cũng lưu ý rằng mọi người sẽ thích những con chó thân thiện hơn khi mới bắt đầu thuần hóa. Quá trình lựa chọn cho đặc điểm đó phải trải qua một chặng đường dài. Những người nuôi chó thậm chí còn được hỏi liệu con chó của họ có thích đi vòng tròn trước khi đến giờ ngồi bô hay không. Và thậm chí điều đó dường như không có cơ sở di truyền. Carlson, giám đốc bộ gen động vật có xương sống tại Viện Broad, nói với Science, điều đó có thể liên quan nhiều đến việc bạn dắt chó đi ý. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bò tót không hung dữ hơn những con chó khác, trái ngược với quan điểm phổ biến. Carlson nói thêm rằng kết quả của họ xác nhận những gì nhiều chủ sở hữu Pitbull đã nói, việc huấn luyện và môi trường của những con chó hình thành tính cách của chúng chứ không phải giống của chúng. Các nhà nghiên cứu thậm chí đã thiết lập một trang web để bạn có thể kiểm tra các kết quả hấp dẫn của họ và xem liệu đặc điểm của chó có phù hợp với giống bạn mong đợi hay không. Nghiên cứu cũng tìm thấy một số vùng di truyền mới có liên quan đến tính cách, ví dụ một cái liên quan đến sự hòa đồng và cái khác với tiếng hú. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!